chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát. Như các bạn đã biết, từ trước đến nay thì Lenovo ThinkBook luôn hướng đến đối tượng người tiêu dùng là khách hàng, doanh nghiệp, dân văn phòng, lực lượng lao động trẻ. Thế cho nên các mã sản phẩm của Lenovo ThinkBook thì rất là đa dạng về cấu hình và cả mức giá. Là mẫu laptop Ultrabook nhưng lại sở hữu cấu hình khỏe như laptop gaming và ở mức giá hơn 50 triệu. Thì Lenovo ThinkBook 16P Gen 2 sẽ dành cho đối tượng nào và sử dụng như thế nào? Thì các bạn hãy cùng mình bắt đầu video để tìm hiểu nhé. Trước tiên thì laptop Ultrabook nên là sở hữu ngoại hình văn phòng là một điều đương nhiên. Sở hữu một thiết kế đơn giản nhưng không kém phần tinh tế và hiện đại. Nên ThinkBook 16P Gen 2 phù hợp với tất cả người dùng ở mọi độ tuổi, mọi ngành nghề khác nhau. Được làm từ chất liệu hợp kim nhôm magie, khi các bạn chạm vào máy, cầm vào máy thì sẽ có cảm giác rất là đầm tay và cực kỳ chắc chắn. Và với chất liệu này thì gần như là sẽ không có hiện tượng bị bám vân tay trên bề mặt nên các bạn có thể yên tâm. Về cân nặng thì chiếc laptop này nặng 1,9kg. Theo mình thì đây không phải là một mức cân nặng quá là nhẹ so với các một mẫu laptop Ultrabook. Tuy nhiên vì đây là laptop 16 inch, thế nên là mức cân nặng này thì mình hoàn toàn có thể chấp nhận được. Và các bạn thì vẫn có thể cầm theo di chuyển cũng như là mang ra ngoài để làm việc rất là thoải mái. Về phần bản lề thì có thể mở được là 180 độ và dễ dàng mở được bằng một tay. Bản lề của ThinkBook năm nay thì đã được cải tiến hơn rất là nhiều so với những thế hệ tiền nhiệm trước. Cứng cáp hơn, linh hoạt hơn và cực kỳ phù hợp để các bạn làm việc cũng như là trao đổi thông tin với cả đối tác. Về sự đầu tư về mặt thiết kế ngoài cũng cứng cáp và chắc chắn thì không kém. Đó là phần nút nguồn cũng như là top bar còn được bao quanh bởi các đường cắt CNC vô cùng sắc sảo và làm cho chiếc laptop của các bạn thì hiện đại cũng như là sang trọng hơn rất là nhiều. Mà một điểm nữa trong phần thiết kế mà mình muốn kể đến ở Lenovo ThinkBook là đã thay đổi trong năm 2022 chính là cổng kết nối. Hai cổng USB Type-A và cổng nguồn thì được đặt ở đằng sau của máy. Điều này thì cực kỳ tiện lợi cho những ai muốn sử dụng bàn phím rời cũng như là chuột rời, giúp cho phần DJ thì sẽ không bị vướng và gọn hơn rất là nhiều. Hai bên thì sẽ có hai cổng USB Type-C có khả năng xuất hình, một khe thẻ SD cực kỳ cần thiết với cả dân sáng tạo nội dung và jack audio combo. Và tiếp theo thì điều mà làm chiếc máy này có mức giá lên đến hơn 50 triệu đồng thì phải kể đến màn hình cũng như là cấu hình. Màn hình của máy là 16 inch siêu rộng, 4 cạnh viền siêu mỏng tỷ lệ vàng 16:10 và nó sẽ mang đến không gian hiển thị sẽ rất là rộng rãi này, giúp các bạn tập trung gần như là 100% vào màn hình để giải quyết các công việc. Thêm vào đó thì màn hình này siêu đẹp từ màu sắc cho đến mức độ hiển thị, các chi tiết cực chất rất là chân thực vì đây là màn 2K. Tấm nền IPS, màn hình chống chói với độ sáng lên đến 400 nits, độ bao phủ màu sắc là 100% sRGB, đảm bảo mọi hình ảnh hiển thị ở trên chiếc máy này thì ở điều kiện nào cũng đều rực rỡ và chân thực đến từng chi tiết. Và đây sẽ là một thông số hoàn hảo phù hợp cho đối tượng người dùng là dân đồ họa thiết kế chuyên nghiệp với công việc thiết kế đồ họa hay là kỹ thuật, thì đây là một chiếc laptop có thể sử dụng được các phần mềm chuyên ngành như là Photoshop này, AI, After Effects hay Premiere đều rất là cần thiết. Để sử dụng các phần mềm trên thì chắc chắn các bạn phải quan tâm đến CPU vì các ứng dụng đồ họa thì đều sử dụng CPU là chủ yếu. Ở trên chiếc máy này thì cả CPU lẫn GPU thì đều đáp ứng được những tiêu chuẩn đó. CPU thì là Ryzen 9 5900HX, 32GB và vẫn đảm bảo trải nghiệm mượt mà khi mà mở ứng dụng ra. 1TB SSD cho dung lượng lưu trữ lớn để các bạn có thể lưu trữ các file thiết kế. Và cuối cùng là card đồ họa rời NVIDIA RTX 3060. Và qua đó thì các bạn cũng có thể biết đối tượng của người dùng Lenovo ThinkBook 16G2 hướng đến là những người làm công việc sáng tạo, dân kiến trúc cũng như là xây dựng, thiết kế đồ họa chuyên nghiệp. Vì vậy, độ bảo mật thì cũng là một điểm mạnh của ThinkBook. Camera thì được trang bị ở cạnh viền có tấm ga che webcam vật lý để khi mà các bạn không sử dụng ấy thì đều có thể đóng vào giúp các bạn tránh khỏi nguy cơ bị truy cập trái phép khi mà không sử dụng máy. Cảm biến vân tay thì là một trạm được tích hợp ngay trên nút nguồn giúp việc mở khóa dễ dàng và bảo vệ thông tin cá nhân cũng như là dữ liệu công việc. Về bàn phím thì laptop Lenovo thì là một trong những hãng có chất lượng bàn phím tốt nhất và bàn phím này thì tích hợp cả thêm cụm phím số. Phím có diện tích lớn,
phím hơi lõm một chút ôm đầu ngón tay. Hành trình phím vừa phải nhưng vẫn cho một trải nghiệm thoải mái khi mà các bạn gõ phím. Touchpad thì di mượt, cảm ứng đa điểm khi ấn xuống thì có thể cảm nhận được sự chắc chắn trong thiết kế của Lenovo. Và tổng kết lại thì đây là một chiếc Ultrabook hiệu năng cao đáng mua với đối tượng hướng đến là người đang làm về đồ họa chuyên nghiệp này, sáng tạo nội dung. Với màn hình siêu đẹp, chuẩn màu thiết kế, cấu hình khỏe, cân mọi tác vụ và với mức giá tham khảo tại thời điểm này của Alphard là hơn 50 triệu đồng thì link sản phẩm cũng như là các chương trình khuyến mại thì mình sẽ để ngay dưới phần mô tả để các bạn có thể click vào. Hẹn gặp các bạn ở những video sau.